Sau đây chúng tôi xin thông báo lịch phát sóng trên truyền hình các chuyên đề ôn tập lớp 9 và lớp 12 trong tuần từ ngày mùng 4 đến ngày 17 tháng 5 cụ thể như sau. Lịch phát sóng lớp 9 trung học cơ sở. Thứ 3 ngày mùng 5 tháng 5, 14 giờ đến 14 giờ 30 phút, môn Toán lớp 9, 14 giờ 30 đến 15 giờ, môn Ngữ văn lớp 9. Thứ 5 ngày mùng 7 tháng 5, 14 giờ đến 14 giờ 30 phút, môn tiếng Anh lớp 9. 14 giờ 30 đến 15 giờ môn toán lớp 9. Thứ bảy ngày mùng 9 tháng 5, 14 giờ đến 14 giờ 30 phút môn ngữ văn lớp 9. 14 giờ 30 phút đến 15 giờ môn tiếng Anh lớp 9. Thứ ba ngày 12 tháng 5, 14 giờ đến 14 giờ 30 phút môn toán lớp 9. 14 giờ 30 đến 15 giờ môn ngữ văn lớp 9. Thứ năm ngày 14 tháng 5, 14 giờ đến 14 giờ 30 phút môn tiếng Anh lớp 9. 14 giờ 30 đến 15 giờ, môn toán lớp 9. Thứ bảy ngày 16 tháng 5, 14 giờ đến 14 giờ 30 phút, môn ngữ văn lớp 9. 14 giờ 30 đến 15 giờ, môn tiếng Anh lớp 9. Lịch phát sóng lớp 12 trung học phổ thông. Thứ hai ngày mùng 4 tháng 5, 13 giờ đến 13 giờ 40 phút, môn toán lớp 12. 13 giờ 40 đến 14 giờ 20 phút, môn ngữ văn lớp 12. 14 giờ 20 đến 15 giờ, môn tiếng Anh lớp 12. Thứ tư ngày mùng 6 tháng 5, 13 giờ đến 13 giờ 40 phút, môn lịch sử lớp 12. 13 giờ 40 đến 14 giờ 20 phút, môn địa lý lớp 12. 14 h 20 phút đến 15 giờ, môn giáo dục công dân lớp 12. Thứ sáu ngày mùng 8 tháng 5, 13 giờ đến 13 giờ 40 phút, môn toán lớp 12. 13 giờ 40 đến 14 giờ 20 phút, môn Ngữ Văn lớp 12 14 giờ 20 đến 15 giờ môn tiếng Anh lớp 12 chủ nhật ngày mùng 10 tháng 5 13 giờ đến 13 giờ 40 phút, môn lịch sử lớp 12 13 giờ 40 đến 14 giờ 20 mônện lý lớp 12 14 giờ 20 đến 15 giờ môn Giáo dục công dân lớp 12 thứ hai ngày 11 tháng 5 13 giờ đến 13 giờ 40 phút, môn toán lớp 12, 13 giờ 40 đến 14 giờ 20 phút, môn ngữ văn lớp 12, 14 giờ 20 phút đến 15 giờ, môn tiếng Anh lớp 12. Thứ tư ngày 13 tháng 5, 13 giờ đến 13 giờ 40 phút, môn lịch sử lớp 12, 13 giờ 40 đến 14 giờ 20 phút, môn địa lý lớp 12, 14 giờ 20 phút đến 15 giờ, môn giáo dục công dân lớp 12. Thứ sáu ngày 15 tháng 5, 13 giờ đến 13 giờ 40 phút, môn toán lớp 12. 13 giờ 40 phút đến 14 giờ 20 phút, môn ngữ văn lớp 12. 14 giờ 20 đến 15 giờ, môn tiếng Anh lớp 12. Chủ nhật ngày 17 tháng 5, 13 giờ đến 13 giờ 40 phút, môn lịch sử lớp 12. 13 giờ 40 đến 14 giờ 20 phút, môn địa lý lớp 12. 14 giờ 20 đến 15 giờ, môn giáo dục công dân lớp 12.